Hello, xin chào cả bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trung Quốc Đếp, một lập trình viên này của mình nhé. Um, cho mình giới thiệu nhanh một chút, mình là Quân và mình là tác giả của blog trungdev com cũng như là tác giả của cái kênh YouTube Trung Quốc Đếp, một lập trình viên nơi các bạn đang xem video này nhé. Và mình chỉ dành muốn dành một chút thời gian cho các bạn nào mới lần đầu tới với kênh của mình hoặc các bạn tò mò các bạn click vào cái video này chẳng hạn thì cái nơi đây ấy, là cái nơi mà các bạn có thể nhìn thấy này là cái nơi mà mình chia sẻ toàn bộ những cái kinh nghiệm làm việc lập trình thực tế từ mình. Đấy, xong rồi mình tạo thành những cái video những cái chuỗi khoa học mình đẩy lên trên kênh này của mình Đấy, các bạn có thể xem các bạn có thể kiểm tra rất là nhiều review món đồ của mình đấy đi vlog các thứ rất rất là nhiều thì uh, rất mong các bạn là ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh hoặc là các bạn cứ xem hết video này đi nếu thấy mình nói các bạn thấy mình nói thú vị uh, chia sẻ kiến thức ok thì ủng hộ mình nhé bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh vì lượt đăng ký kênh của các bạn nó chính là cái động lực rất là lớn đối với mình để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa thú vị hơn nữa trong tương lai và không để mất nhiều thời gian của các bạn nữa buổi hôm nay Uh, chúng ta sẽ đến với một cái vấn đề đó là làm fe là làm gì hay là fe là gọi tắt của uh, cái cách mà chúng ta hay gọi nhanh ấy còn thực ra nó, là chúng ta hay kiểu uh, FE, fe nhưng mà là lập trình viên front end nhé fe là viết tắt của front end này thì front end là làm công việc gì rồi um, đây thì đây là cái slide mà uh, mình viết những cái gạch đầu dòng những ý chính thì nó cũng chính là cái kịch bản mà mình sẽ nói chuyện với các bạn ngày hôm nay cũng như mình sẽ đưa ra trong từng một cái 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 đồ dòng thì mình sẽ đưa ra thêm nhiều ví dụ các thứ uh, hay hơn nữa để cho các bạn nhé đấy bạn nào theo dõi mình lâu rồi cũng sẽ biết là đây là phong cách của mình mình không có làm công nghiệp như các cái kiểu lập trình à, các cái kiểu youtuber khác không phải cố gắng uh, kiểu kiểu giả vờ như là nhớ trong đầu làm gì thực ra mấy cái này mà, để mà nhớ thì uh, học từ lòng rồi <laughs> ok rồi uh, bây giờ ấy, là mình muốn giải thích cho các bạn ấy thay vì chúng ta đi vào lý thuyết khô khan như là uh, làm fe làm giao diện làm giao diện web làm cái này cái kia thì mình sẽ cho các bạn là chúng ta hãy nhìn thực tế vào một vài trang web mà chính các bạn hay là mình đây đang xem hoặc sử dụng hàng ngày. Ok, đây đầu tiên các bạn nhìn thẳng luôn vào cái Google Slide các bạn nhìn này của mình. Cái những cái gì mà các bạn đang nhìn thấy ở trên cái màn hình này này là cái người lập trình viên frontend là người làm ra cái trang như này. Đấy, làm ra cái phần slide đây có cái border người ta click vào chuột phải mà nhấn uh, sao chép trang trình bày chẳng hạn này thì sang một trang mới đấy hai trang trang mới luôn như trang cũ hay là ví dụ bồi đen làm đậm đấy này kia đấy những cái thanh công cụ trên này cũng là lập trình bên front end làm đấy các bạn thấy ra công việc của front end đó hay là mình ví dụ tiếp này amazon đi đấy một cái trang amazon khá là là một cái trang mà kiểu kiểu nhiều thành phần phức tạp các bạn nhìn này cái giao diện này thôi những cái gì các bạn nhìn thấy này search này cũng là lập trình viên fe làm để gọi api gọi api phía backend đúng không rồi search này những cái nút này những cái giao diện này đấy hình ảnh này grid layout này các thứ này ok làm ra là chuẩn chỉnh các kiểu để cho người dùng có cái trải nghiệm tốt trên trang web đấy apple chẳng hạn apple com các bạn nhìn này đẹp không ok không đấy cũng là fe làm đấy fe làm hết này slide 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 ok đấy ok rất rất nhiều trang trên một cái trang web này có rất nhiều trang thì đấy fe xử lý cái phần giao diện người dùng như vậy hay là home một cái trang của canva chứ canva cái trang này chút nữa mình sẽ chỉ các bạn uh, về cái độ phức tạp thì canva là một cái trang cũng có một độ phức tạp của lập trình viên frontend rất là kinh khủng nhá hay là game đi này các bạn nhìn này Đấy. mình ví dụ một trang game này, trang này là của Việt Nam trò chơi giống net này, các bạn nhìn lại, đấy, vào bừa cái game này, đấy, cái này các bạn có thể nhìn, click này, đấy, FE làm vậy, ok, hay là một cái là 3GS thì ở đây có 3GS.org thì trang lại cái 3GS này nó là một cái thư viện của lập trình thôi thì thường frontend frontend cũng học và làm này rất là nhiều ví dụ nó làm để dùng nó làm nhiều cái trang rất là hay các bạn nhìn ví dụ trang này chẳng hạn nhìn nhá ví dụ này các bạn có thể dùng chuột các bạn kéo cái kiểu này đấy FE làm đấy các bạn ạ ok trông phức tạp chưa không đơn giản gì cả đâu đúng không rồi ok đây là trang behind của uh, rồi trang này tí nữa mình sẽ cho các bạn xem về cái phần mà chúng ta cần làm gì học hỏi mỗi ngày idea các thứ thì đấy mình đi lướt qua một vài trang để cho các bạn biết là uh, chúng ta nhìn thực tế vào những cái trang web như vậy để chúng ta biết được là những cái gì mà các bạn nhìn hàng ngày trên trang web ấy của bạn đấy mình xóa cái trang này đi <laughs> là đó là cái công việc của lập trình viên fanen hàng ngày đó các bạn ạ vậy thì mình sẽ để một cái tổng quan ở dưới đó là chúng ta làm giao diện đúng không? Em là làm giao diện này à, đem lại trải nghiệm đẹp đúng không? Đẹp dễ sử dụng cho người dùng trên mọi thiết bị ở ừ, tại sao lại có cái mọi thiết bị và responsive này đây? thì dĩ nhiên các bạn không không chỉ là một mình các bạn kiểu à, không chỉ là các bạn truy cập trang web bằng máy tính đâu đúng không? các bạn còn truy cập trang web bằng điện thoại nữa đấy iPhone chẳng hạn ví dụ như cái trang này nếu mà mình truy cập vào bằng mobile ấy, đây ví dụ mình bật cho các bạn xem này đấy thì nhìn này khi mà mình co màn hình lại thì cái trang nó cũng thu nhỏ lại những cái ảnh các thứ nó vẫn nhìn gọn lại hơn đúng không các bạn nhìn đấy đi ra thì nó khác này đấy bốn khối này xong rồi về đây về hai khối này fe làm đấy các bạn ạ đấy fan làm đấy nhá để cho tương thích để cho nó phù hợp với lại cái 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 máy mà các bạn đang sử dụng để các bạn truy cập trang web nhá thiết bị mà các bạn sử dụng rồi à, và trên mọi thiết bị rồi này trên mọi trình duyệt phổ biến đấy cross browser development thì cái này ấy là một cái mà khi mà các bạn làm friend các bạn sẽ gặp nhiều đó là có những trang web, um, ok, các bạn nhìn trên cái trình duyệt Chrome nó rất là đẹp, rất là ok, nhưng mà khi mà các bạn đi sang Firefox hay là Safari hay là uh, Microsoft, Microsoft Edge chẳng hạn thì nó sẽ gặp bất này bất kia, lỗi giao diện vỡ chỗ này chỗ kia rất là nhiều bởi vì, vì là, đây các bạn, là là có những cái trình duyệt nó 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 chưa hỗ trợ cái CSS này CSS kia kiểu kiểu thế, thì nó chưa hỗ trợ thì chúng ta lại phải là lập trình viên FE đúng không, Firel đúng không, lại phải xử lý những vấn đề đấy, đấy những vấn đề phát sinh, ok, thì đấy nhìn thực tế như vậy thì các bạn sẽ hiểu luôn đúng không? Đỡ phải nghĩ nhiều về vấn đề lý thuyết phức tạp là gì nhỉ? Tiếp theo, một cái vấn đề đó là FE có dễ không? Đấy, cái câu hỏi này rất là thú vị mà mình cũng gặp nhiều rồi. Thì mình trả lời luôn cho các bạn là nó bình thường. <laughs> để mình đùa lại không không bình thường lắm đâu. Cái bình thường này nó là tùy vào cái level của dự án. Rồi bây giờ tại sao lại là tùy cái level của dự án? À, bây giờ kiếm cái trang nào nó dễ nó dễ ợt cho các bạn được nhỉ? À, thôi chịu khó nhỉ. À, trang CV của mình vẫn là cái trang mà mấy năm rồi mình chưa cập nhật sẽ các bạn chăm sóc về cái thông báo đây trang này rất đơn giản chỉ có kiểu kéo lên kéo xuống các kiểu thông tin trông rất đơn giản đúng không đấy thì nó là dễ là cái mức độ là dễ level là dễ ok nhưng mà bắt đầu đi lên những cái level khó hơn như bạn nhìn này một cái trang apple như này các bạn sẽ phải làm rất là nhiều thứ trên cái trang này hay là amazon chẳng hạn đấy trang bán hàng cũng vậy các bạn bán hàng các bạn vào mua để cho người dùng vào mua hàng vào giỏ hàng này kia các thứ đấy mua hàng rồi hiển thị các thứ này kia ở trên trang này rồi làm rất là nhiều đấy người dùng click vào sản phẩm này xem sản phẩm này. Đấy, xong rồi lại select rồi add to cart các thứ. Đấy, friday làm đấy các bạn ạ. Đấy, friday làm hết đấy. À, rồi, tiếp theo là đến cái Canva mà mình muốn nói lúc nãy cho các bạn đấy. Ví dụ nhá. Đây ví dụ này. Canva cũng là một cái khá là phức tạp. Đây FE các bạn phải là đây là Canva nhá, nó hỗ trợ mình làm nhiều cái uh, design các thứ ngắn gọn. Thì uh, đơn giản hiểu đơn giản này. Đấy, chúng ta có thể kéo thả các phần tử này kéo thả đây đấy thì FE đấy FE là làm để cho cái 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 user như mình có thể sử dụng trang web này một cách ok chân chu mà không bị bất không bị lỗi chỉnh sửa đổi màu này kia các thứ trên trang web đấy là một cái của Canva cũng khá là hay cái trang này rồi game thì mình giải thích rồi hay là 3ds thì cũng rồi đấy càng lên cao rồi càng nhiều trang web nó tùy vào cái dự án của các bạn dự án nó dễ hay là nó khó thì dễ thì là FE dễ mà nó khó thì là FE nó cực khó luôn các bạn ạ rồi đấy Uh, nó còn phải xử lý logic các thứ rất rất là nhiều cơ. Đấy thì nó là câu trả lời cho vấn đề là em ơi, có dễ không? Đúng không? Đấy. Uh, rồi, chính xác thì uh, nếu mà nói về nội dung ấy thì là uh, front end làm gì thì mình front là làm gì, công việc gì thì mình nghĩ các bạn hiểu rồi. Thì mình cũng muốn bổ sung thêm một chút những cái kiến thức của mình ở dưới này uh, về một vài vấn đề ví dụ như là để cho các bạn thêm 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 nhiều hay hơn đó là FE cần phải học và biết những cái gì là rất rất là nhiều thì mình có nói qua mình sẽ gạch một vài ý chính ở đây để mình nói ví dụ như là HTML này, CSS này, HTML này, CSS này, JavaScript này ba cái thằng này sẽ là ba cái rất rất là base kiểu rất là quan trọng mà một lập trình viên frontend mới học thì mới học các bạn sẽ học vào cái này thôi và dĩ nhiên các bạn phải học cái này đầu tiên nó giống như là các bạn xây nhà thì phải có gạch vậy đấy có cái nền tảng HTML, CSS, JavaScript. Sau đó rồi các bạn lại phải tìm hiểu các bạn học lên những cái những web framework như là uh, React, Angular hay là Vue các thứ đấy để các bạn làm dự án nó tối ưu hơn, nó nó dễ bảo trì các thứ hơn. Thì rất rất là nhiều. HTML, CSS, JavaScript. Uh, mấy cái từ khóa này nếu bạn nào mà mới nhá, kiểu kiểu các bạn chưa biết ấy, thì có thể search trên Google kiểu kiểu này, HTML là gì? Đấy, kiểu kiểu thế. Đấy, rồi học HTML các thứ đúng không? Mấy cái này thực ra trên kênh của mình có cái khóa HTML, CSS cơ bản à, Uh, HTML, CSS nền tảng các thứ cũng có đấy nhá. Đấy, nền tảng vững chắc. Mình dạy mà mình làm JavaScript là tới làm đấy. React, Angular, React thì mình đang làm đấy. vân vân. Rồi Git, uh, GitHub để quản lý code. Cái Git, GitHub này là mình một cái mình muốn bổ sung cho các bạn đó là uh, các bạn code. Ví dụ như đây, ví dụ cái code Frontend này, đây mình đang ví dụ một project mà mình đang dạy ở cái cái khóa Stack này. Đấy, code hiện tại, đấy chia ra thì mình đang tách nhỏ, có nên là trông nó không nhiều lắm đâu. Mà thực chất là nó cũng khá khá nhiều đấy. Thì code như này này, thì ở máy các bạn thì sau này ấy, các bạn sẽ cần phải kiểu như là dùng cốt này à, xong rồi các bạn phải đẩy cốt lên một cái cái cloud ấy, lên trên nói chung là lên trên một cái server máy chủ để cho uh, đồng nghiệp của các bạn cũng làm được làm việc nhóm thì nó là liên quan đến cái git và github để các bạn có thể sơ thêm nhé và cái vấn đề nó liên quan đến kỹ năng mềm hơn một chút xíu đó là chúng ta cần frontend là dù là frontend hay bất kỳ bất kỳ ngành nghề nào đi chăng nữa thôi thì mình có để ở đây đó là chúng ta phải hiểu và giao tiếp tốt trong công việc ngành nghề nào cũng vậy đúng không còn riêng với lại frontend thì chúng ta đặc biệt là với cái đội là design và cái đội back end mình viết tắt là be back end thì mình sẽ có một video riêng về back end là làm gì nhá uh, design là cái đội mà như kiểu là khi các bạn đi làm lập trình viên front end ấy không phải là các bạn kiểu bắt buộc các bạn phải có một cái tư duy thẩm mỹ đẹp đúng không kiểu một cái tư duy thẩm mỹ đẹp luôn từ đầu đâu nhá mà các bạn là người viết code thì sẽ có những cái công ty lớn ấy họ họ tách hẳn ra là có một cái đội design là cái đội chuyên thiết kế là thiết kế cái trang web đấy họ thiết kế ra cái trang web kiểu kiểu này thiết kế dòng cái cái hình ảnh tĩnh kiểu này các bạn hiểu đi thì mình là lập trình viên frontend mình sẽ dựa vào cái ảnh thiết kế đấy và cốt lên cái trang web đấy nhớ nhá đấy còn dĩ nhiên là có những công ty là không có đội design thì FE thì sẽ vừa học vừa làm thôi làm design làm sao cho cái trang web nó ok nó ổn ổn là được đấy còn đội backend backend thì nó liên quan đến cái phần xử lý logic ở phía server phía đằng sau cái trang web ấy thì một trang web cái mà frontend nó hiển thị ra đây thì lấy cái dữ liệu từ đâu dĩ nhiên là dữ liệu từ phía back end đổ về rồi đấy back end trả về đấy nhá thì nó có nhiều cái hay lắm thì sẽ có ở cái video back end là gì nhé là trình viên back end là làm gì tiếp theo là một cái là có kỹ năng giải quyết vấn đề tư duy thẩm mỹ tư duy logic ở uh, trong hơi kiểu dài dài đúng không thì thực ra là uh, kỹ năng giải quyết vấn đề thì các bạn làm ngành nghề gì cũng vậy thôi uh, không riêng gì front end đấy còn front end thì uh, như mình đã nói là có uh, uh, kiểu kiểu như là đi làm chắc chắn các bạn sẽ gặp rất rất nhiều vấn đề là phải có một cái tư duy để hình dung và giải quyết vấn đề mà chúng ta đang gặp phải này. Rồi cái vấn đề tư duy về thẩm mỹ thì mình viết thêm ở đây nó giống như là cái vấn đề design ở trên đấy. Nếu mà không có ai làm design cho bạn trong công ty ấy, thì cũng phải có một ít gì đấy tư duy thẩm mỹ nó sẽ bổ sung cho cái career cái 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 cái, cái nghề nghiệp của các bạn trong tương lai đấy. Hay là um, tư duy logic. Rồi có một cái mà đây là, cái này rất hay này. Có một cái mà nhiều cái, nhiều bạn lầm tưởng là làm front end ấy, là không phải logic gì cả. Không đâu các bạn ạ. Làm frontend logic thậm chí còn có lúc nó đau đầu lắm luôn ấy Nhiều bạn cứ nghĩ là backend làm logic hơn frontend Thì đấy là một phần thôi Backend thì cũng logic thì chắc chắn rồi Nhưng mà FE không chỉ riêng Không chỉ riêng việc làm trong cái trang web đẹp Hay là gọn gàng hay là các thứ đâu Mà sẽ có những cái mà phải xử lý logic rất là khủng Khủng lắm nhá Ví dụ như đơn giản là Cái canva như mình vừa nói các bạn này Kéo thả này đấy hay là cái truy z các bạn vào cái example của thằng này sẽ rất rất nhiều cái example dị và các bạn sẽ thấy là các bạn phải xử lý cái vấn đề logic làm sao cho nó đấy để xử lý cái vector các thứ này kia rất rất là nhiều nó dị lắm đấy nhá tùy từng cái cái vấn đề là tùy từng spec của dự án là nó đặc thù như nào thì cái logic nó càng phức tạp hơn đấy hay là đấy ví dụ như những cái trang logistic hay là những cái trang kiểu bán hàng cũng là một phần đơn giản rồi nhưng mà cũng có nhiều logic xử lý tính toán trong đấy lắm rồi đấy nhá thì đấy là cái vấn đề là tư duy logic đấy thì FE cũng phải xử lý logic rất rất là nhiều các bạn ạ nhé chứ không phải là uh, nhiều bạn hay là bị cái trung tâm hay là bị mấy cái bạn nào đấy lùa gà kiểu uh, làm học FE làm FE đi chỉ việc uh, làm trang web uh, HTML CSS đơn giản thôi không có đâu nhá nhớ đấy không có đâu đừng đừng để bản thân mình bị mấy cái trung tâm hay là mấy cái gì lùa gà đấy lùa các bạn vào học rồi đi ra lại vỡ mộng nhá uh, luôn luôn học hỏi cái mới mỗi ngày cái này thì đại mình có để thẳng luôn này nghe nó như xe hết không thì thực ra là nó cũng hơi hơi giống xe hép à, nhưng mà cái luôn luôn học hỏi mới mỗi ngày ấy nó là cái mà bất kể ngành nghề nào cũng vậy đặc biệt là frontend mình cũng vậy thôi hay là nói chung ra trong ngành công nghệ thông tin đấy nếu các bạn không học hỏi mỗi ngày các bạn thụt lùi hoặc các bạn đứng lại thì cái công nghệ nó thay đổi này lớp trẻ giỏi giang hơn này như kiểu các bạn sẽ kiểu chắc chắn các bạn sẽ bị đào thải ngay nếu các bạn không học hỏi mỗi ngày mình đảm bảo với các bạn luôn điều này đấy. Còn để mà học hỏi mỗi ngày về FE thì học hỏi thì nhiều lắm. Code project riêng này, làm những project riêng của các bạn về FE này thay vì là ngoài việc làm án công ty đúng không? Rồi lướt lướt trang web hàng ngày những cái trang web bổ ích ví dụ như trang behen net này này, nó chứa những cái xong rồi search là web uh, design các thứ này, chứa rất rất nhiều để các bạn có thể uh, mở rộng cái, cái 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 tư duy design hơn này cũng là một cách học này. Đấy, Rồi dựa vào mấy cái design này các bạn có thể code lên một trang web như cái design này chẳng hạn. Ok thì ok thì đấy, đấy cũng là một cái để các bạn học hỏi hơn mỗi ngày đấy đọc blog các thứ rồi xem video các thứ này kia nhé và cái phần ở cái phần cuối mà mình 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 phải bôi vàng bôi đậm này lên đấy đó là nói, nói ngắn gọn nhất nhé cơ hội nghề nghiệp của lập trình viên fanel là như thế nào thì cái cơ hội nghề nghiệp này theo như mình thấy hiện tại nhé rất rất là nhiều nơi đang tuyển fanel thực sự đấy và fanel phải có kinh nghiệm và có năng lực thật sự à, ví dụ như ngày xưa cái thời mà web nó mới nó mới việt nam lập trình web nó mới ấy thì hầu hết đấy là mọi người đổ xô đi học backend mình mình chia sẻ thực tế họ người đổ xô học backend xong rồi frontend chỉ là đúng là làm html css javascript cơ bản thôi các bạn cứ nghe và hiểu như vậy nhé thì uh, rồi sau này frontend nó lên những cái nó phức tạp làm web phức tạp phải biết react biết biết angular biết view nó mới sinh ra riêng hẳn là lập trình viên frontend riêng hẳn ra và lúc đấy ấy, thì frontend thiếu mà khi mà các bạn hiểu cái cái quy tắc cung cầu đúng không uh, cung thiếu mà cầu nhiều thì franen được kiểu chào đón rất là kinh rất là nhiều thì sau ngồi một thời gian mọi người đổ xô đi học franen chính xác đến cái thời điểm hiện tại thì mình cũng được nhiều bạn nhiều em khóa dưới hay là nhiều em đang giai đoạn ra trường khó khăn cạnh tranh chia sẻ trong giai đoạn này đặc biệt là sau dịch rồi nền kinh tế khó khăn rồi mọi người cái đợt mà dịch rồi đổ xô học trái ngành front end nghe các trung tâm lùa gà việc nhẹ lương cao làm nhẹ nhàng lắm rồi vào học rồi đi ra rồi những cái bạn đấy rồi cũng lên mạng than thở là bây giờ không học xong không tìm được việc đấy thì nhưng mà ấy, cái cơ hội nghề nghiệp của lập trình viên front end mình phải nói thẳng với các bạn ấy. vẫn có ngoài kia rất là nhiều hàng ngày ấy rất rất nhiều là hr họ họ ví dụ mình có một cái group nhỏ cộng đồng là trường Fan ở Việt Nam này các bạn vào này thì HR đăng vào đấy rất là nhiều tuyển Fan rất là nhiều và người cái người ta cần là cái mà các bạn là cái người lập trình viên có năng lực và có kinh nghiệm chứ không phải là mấy cái người mà bị mấy cái trung tâm lùa gà học sổi xong rồi đi ra không xin được việc lại than thở đâu mình đã chia sẻ một cái gì một cái video ở cái vấn đề này ở cái là một mét vuông đất 100 trăm bóng đẹp thì đã sao đây nhá đấy và mình muốn nói thêm một chút nữa về cái mức thu nhập của lập trình viên fanen thì cái mức thu nhập này nó đa dạng lắm các bạn ạ à, có thể chia sẻ là ví dụ như các bạn mới đi làm từ kinh nghiệm của mình và mình nhìn thấy thôi mới đi làm thì 8 đến 10 triệu chẳng hạn là một thời gian các bạn tích lũy kinh nghiệm các bạn giỏi giang hơn các bạn uh, điêu lương cao hơn với công ty hoặc các bạn tìm một môi trường mới thì các bạn có thể tăng lên uh, 15, 20 triệu, 30 triệu, có vân vân có Rồi có tiếng Anh giỏi hơn, làm cho những cái công ty nước ngoài Thì lại có những nghìn đô, hai nghìn đô, ba nghìn đô, có hoặc nhiều hơn vẫn có cái đấy ấy, nó là còn phụ thuộc vào cái thị trường này cung cầu này rồi công ty này nó cần một người có năng lực như thế nào này về làm quản lý dự án cái thứ này kia thì uh, nói chung giỏi giang lên thì thu nhập của lập trình viên fanen rất rất là cao và cái con số như là kiểu 1.000 đô ấy là mình theo mình nhé là con số nó rất là kiểu bình thường mà lập trình viên có thể kiếm được trong cái ngành này ok đấy là cái mức thu nhập của lập trình viên và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn dù là nó tùy thuộc vào nhiều 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 khía cạnh nhưng mà nó cũng sẽ cho các bạn một cái nhìn chung chung nhé về cái vấn đề là mức thu nhập nó như thế nào. Ok thì rồi cái nội dung chia sẻ của mình cũng không muốn dài dòng đấy. Cái chia sẻ của mình là như vậy. Nếu bạn nào thấy video của mình hay này hữu ích đến bây giờ rồi đấy hay hữu ích thì tặng mình một like cho video này. Hay là các bạn muốn chia sẻ quan điểm của các bạn thì comment thoải mái dưới video này nhé. Đấy cũng như là như đầu video mình đã nói đấy. Ủng hộ mình nhé. Tặng mình một lượt đăng ký kênh vì đăng ký kênh của các bạn chính là động lực để mình có thêm nhiều cái uh, ý tưởng này rồi nhiệt huyết này mình làm những nhiều video hay hơn nữa thú vị nữa trong tương lai những cái khóa học các thứ nữa nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình muốn sâu nhanh một chút xíu ừ, mình có trang trung web trên facebook này facebook com trung web các bạn vào nhắn tin hỏi mình bất kỳ điều gì nhé cộng đồng đội trình web fanpage việt nam thì đấy cái mà mình nói rồi đấy các bạn vào post bài hỏi thoải mái này group là sửa đội trình web việt nam này blog chính thức của mình là blog trung com nơi chứa những cái đường link chính thức của mình nhé đây để các bạn tránh nhầm và một cái group discord là cái nơi mà các bạn cũng có thể các bạn join vào thì vì là mình mới build cái Discord này. Mọi đường link sẽ đều có dưới phần mô tả của video này nhé. Các bạn có thể vào học lập trình hay là muốn tư vấn lập trình, hỏi thoải mái là những group mà mình cũng chia sẻ kinh nghiệm trong này rất là nhiều. Ok. Và đây là kênh của mình. Nhớ tặng mình một lần đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn lại các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé. Ở những cái video tiếp theo trên cái kênh Chung Code một lần trình viên này của mình nhé. Bye bye.